Sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 26 tháng 11 năm 2019 thì chúng tôi đang có mặt tại nhà cũ chính ở tại xã Tử Đà, Phú Ninh, Phú Thọ, và chúng tôi vừa lắp đặt cho gia đình nhà cụ một bộ sập thờ cũng như là sập ngồi bằng chất liệu gỗ gụ. Đây, trên màn hình là tổng thể của sản phẩm chúng tôi vừa lắp đặt xong rồi. Thì sản phẩm này bao gồm một chiếc sập ngũ phúc gỗ gụ 1m8 2m2 được đục chạm theo mẫu nho sóc chân tùng lộc, và một chiếc sập thờ mai điểu chân 22. Thì chiếc sập vụ này là mặt liền hai lá nhé quý vị nhé, chúng tôi đã giới thiệu trong video clip trước rồi. Phía trên này thì là sập thờ mai điểu và một bộ cuốn thư câu đối và một cái bình phong bằng chất liệu gỗ gõ và trường kỷ gỗ gỗ nữa, tất cả là đều bằng chất liệu gỗ gỗ. Riêng là bức bình chắn ở đằng sau cuốn thư thì là bằng chất liệu gỗ gõ đỏ thôi. Đây là bộ trường kỷ gỗ lim mà hàng đại, có kích thước là 2m17. Đó, bộ sản phẩm này thì là được anh Bình, là anh con trai bác, hiện anh đang công tác ở tại Sóc Trăng, anh đã đặt mua về cho gia đình, rất là đẹp. Và cái bộ sản phẩm này kê vào nhà thì cực kỳ là bề thế luôn. Đây là anh áo đen này, chính là anh Bình nhé, anh chủ nhân của bộ sản phẩm này cũng như là con trai của cụ chính. Và sau đây là một số hình ảnh chi tiết của sản phẩm mà chúng tôi có ghi lại trong quá trình lắp đặt, thì mời quý vị cùng theo dõi. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 50816 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây là hình ảnh chiếc sập đây, được đục chạm cực kỳ là tinh tế luôn. Và hiện tại thì gia đình đang trong quá trình sắp xếp bộ đài nến bằng đồng cũng như là lau dọn để cho chuẩn bị cho các cụ. Thì trường ta xếp ấy.
Đấy đúng rồi, đấy, đấy, nói như thế. Cậu lui cái vòng hoa vào tí. Đấy. Con hạt của bên cậu lui ra bàn tí. Con hạt đập giống như bên kia đi, nhìn như bên kia. Lui về bên anh ấy. Lui bên này. Đấy. Lui vào tí. Cường. Lui về trong tường này. Vâng, lui về trong tường. Ở tường nó vướng cái này. Thế thì phải sang chỉnh cái bên này đi. Cậu ra đi cậu ngắm đi xong vòng vòng nào. Cái này ba hũ này nó để một chỗ một à. Anh thấy sao đồ nào mọc được không hay sao? Không, cái ba mới bán nào đẹp. Nhưng mà trong thì lòng lại tí nữa.